chương trình được bảo trợ bởi iShop LSTD 866-328-3434, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333, anh Tuấn Web Design đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply 714-251-2161. Chúng tôi trở lại trong ít phút cuối cùng trong chương trình Tìm Người Thân trước khi kết thúc chương trình. Đây là anh Tuấn. Rất tiếc thưa quý vị, đây là lần thứ hai chúng tôi miss, coi như là không có nhận được signal từ chính quý vị rồi. Quý vị nào gọi mà chưa thấy chúng tôi trả lời, xin mời quý vị hãy gọi lại thêm một lần nữa 714-893-3264, 714-893-3264. Và hy vọng là những quý vị nào mà đã gọi vào sẽ có những niềm vui trước ngày Tết Nguyên Đán này. Xin chào, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Hello, anh Tuấn cho tôi thêm một cái câu. Tôi tên Mã Khánh, anh Tuấn. Dạ rồi, bác Mã Khánh, rồi, xin mời bác. Thì trước năm 72, 73 thì tôi phục vụ tại Sài Gòn á. Dạ. Tôi là hải quân, phục vụ tại Sài Gòn. Nói vậy thì biết rồi. Dạ, biết vậy là người ta biết hơn phải không? Biết là gì hay đính phải không? Dạ. Là gì hay đính. Dạ rồi. Rồi, con cảm ơn bác. Happy New Year bác. Ok, rất cảm ơn nhé. Dạ. Dạ. Xin chào, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Hello. Dạ. Good morning. Xin chào anh Tuấn. Dạ, anh chào bác. Tôi nhờ anh Tuấn kiếm dùm người thân tôi tên là đây tên là Huỳnh Muối. Bình. Tức là người tìm đó. Dạ, người tìm ạ. Dạ. Huỳnh Mai. Dạ, bác Huỳnh Mai phải không ạ? Huỳnh Mai. Dạ, rồi Huỳnh Mai. Rồi, số phone là 734. 734, dạ. 307 5011. Dạ, 5011. Dạ, rồi hôm nay bác Huỳnh Mai muốn tìm ai? Tìm Trương Quang Hiệp. Tìm Trương Quang Hiệp, dạ vâng. Trương Văn á. Dạ, Trương Văn Hiệp. Dạ rồi, dạ. Trương Quang Hiệp. Tự là Quốc. Tự là Quốc, Trương, dạ. Trương Văn Hiệp. Dạ rồi. Dạ rồi, năm nay rồi, bác Hiệp năm nay khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Rồi. Đi lính địa phương quân. Dạ. Tuổi dần lớn á. Dạ, biệt động quân. Tuổi dần lớn là năm nay khoảng nhiêu ạ? Cũng bây giờ không biết tính là bao nhiêu nhưng mà biết lính địa phương quân chứ không phải là biệt động quân. Dạ. Đi lính địa phương quân. Địa phương quân. Dạ rồi. Xin tiếp tục ạ. Dạ vâng ạ. Đi lính địa phương quân. Rồi, trước ở Quy Nhơn. Dạ rồi, xin tiếp tục ạ. Trước ở Quy Nhơn. Dạ rồi, xin tiếp tục ạ. Hiện nay đang ở Texas. Dạ. Đang ở Texas. Dạ rồi, tiếp tục ạ. Qua Mỹ đang ở Texas. Dạ rồi ạ. Dạ rồi ạ, xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời bác. Bây giờ xin nếu mà kiếm được thì xin liên lạc với Huỳnh Mai. Dạ. Rồi, bác Huỳnh Mai 734-307-5011. Dạ rồi, con cảm ơn bác. Và cho thêm một cái số phone nữa là... Dạ rồi, số phone nào ạ? 269. Dạ rồi. Xin tiếp tục ạ. 269. Dạ rồi ạ, tiếp tục ạ. 625. Dạ rồi ạ, tiếp tục. 4777. Dạ rồi, 4777. Dạ rồi, con cảm ơn bác Huỳnh Mai rất nhiều. Rồi trước anh Hiệp này là quen với... Dạ vâng ạ. Rồi, con cảm ơn bác Hiệp. Anh Hiệp trước quen với Phạm Mỹ Lệ ở Quy Nhơn. Dạ. Dạ rồi ạ. Dạ rồi, con cảm ơn bác rất rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh rồi, nhiều. Chúc mừng năm mới bác. Dạ rồi, xin kính chào. Và đây
là những phút cuối cùng trong chương trình Tìm Người Thân. Kính chúc quý vị một ngày thật đẹp và kính chúc quý vị một đêm giao thừa và một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy những cái sự an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình năm sau. Xin chào.